Chào bạn, tôi là Tùng, Nguyễn Mạnh Tùng. Hôm nay tôi sẽ review và chia sẻ cho bạn về một chiếc card màn hình, đó là GTX 650 Ti của MIDI được Mai Hoàng phân phối. GTX 650 Ti bản 1GB, RAM 5, bit 128, nó có xung clock rơi vào tầm là 925. Ngoài ra cái bản card này còn có cả bản 2GB nữa. Và đây là cái bo mạch đã được tháo ra ngoài. Tháo bỏ cái quạt tỏa nhiệt ra ngoài. Tôi rất khoái cái loại tụ nhôm này vì đây là công nghệ tụ hóa nhôm. Cái này kỹ thợ kỹ thuật mới hiểu, nó trong quá trình sử dụng nó ít bị tình trạng là phòi tụ, dẫn đến tình trạng là dẫn đến đó là độ bền của tụ rất cao, dẫn đến sinh ra cái tình trạng chập chờn. Đây là cái công nghệ tụ mới từ cách đây khoảng 10 năm và bây giờ vẫn còn được duy trì. GTX 650 Ti có rắc nguồn phụ, đây là các bạn để ý này, 6 pin. Khi các bạn mua card này ở lô 2 thì nó sẽ kèm theo một sợi dây nguồn phụ như này. Đó, nhưng tôi yêu cầu đó là các bạn phải dùng nguồn, nếu nguồn công suất ảo cũng phải 350W đổ lên, còn nguồn công suất thực thì cần 300W đổ lên là các bạn có thể cân ok. Cái vấn đề nữa đó là các bạn bận tâm. Đây là hàng cũ nha các bạn nhé, hàng cũ nguyên bản chưa qua sửa chữa. Đó các bạn nhìn này. Hàng cũ nguyên bản chưa qua sửa chữa. Cái nước là các bạn quan tâm là nó có bao nhiêu cái cổng ăn chơi. Thì đây chúng ta thấy nó là full cổng, vì vậy là với màn hình nào chúng ta cũng có thể cân tem được hết, không cần phải mua rắc chuyển đổi. DVI, AGP, HDMI đủ. GTX 650 có nguồn phụ và công suất tiêu thụ của nó rơi vào tầm 100 đến 110W. Các bạn nhìn cái fan tỏa nhiệt này. Đó, đây là fan tỏa nhiệt khá to, vì vậy là cái nhiệt độ toát ra đã được hút ra ngoài ngay, vì vậy chúng ta không bận tâm nhiều đến cái nhiệt lượng làm gì cho nó mất công. Đó các bạn nhìn này. Đây là quạt tỏa nhiệt của chúng ta. Bây giờ các bạn sẽ đặt một câu hỏi, đó là GTX 650 Ti sẽ chơi được những game gì, thì mình sẽ trả lời cho các bạn như sau. LOL, FIFA, CS cân được hết. Quan trọng là các bạn biết ghép đồ làm sao cho nó ok. Và mình cũng đã test GTX 650 Ti trên game PUBG. Chơi ok. Khi các bạn setup ở cấu hình ở mức thấp, rất ok. Cấu hình yêu cầu để các bạn chơi game PUBG với GTX 650 Ti đó tối thiểu đó là RAM 8GB, CPU đó là G2130. Thì các bạn có thể chơi mượt mà game PUBG. Còn những game như là GULES hoàn toàn ok. GTX 650 Ti cũng có thể dùng để các bạn biên tập video trong quá trình xử lý, nhưng nhớ các bạn nên nâng CPU lên cho nó khỏe. Còn nếu chơi LOL thì cần yêu cầu tối thiểu là RAM 4GB, CPU E8500 là ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Sản phẩm được bán tại shop công nghệ Lô 2 và trang web lô2.vn. Sản phẩm được bảo hành 1 tháng tại Lô 2, một đổi một trong vòng 1 tháng. Khi mua các bạn sẽ có kèm dây nguồn phụ và các bạn sẽ tự động cài đặt theo video hướng dẫn mà Lô 2 đã làm là ok. Cần mua hàng các bạn có thể liên hệ với mình theo 4 cách sau. Một là vào web đặt đơn, hai là vào shop công nghệ Lô 2 inbox, ba là gọi điện theo hai số điện thoại ở dưới đây. Đó là 0906 010103 024 6683 6633. Các bạn vui lòng liên hệ với mình trong giờ hành chính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn ghép đồ và trải nghiệm những cái game các bạn yêu thích một cách ok nhất. Cảm ơn các bạn.
Thưa. Ôi, tiếc thế. Đạn nó giết rồi. Súng mình như kích. Đến trong đây hết đạn. Thế nó có phải là cái video là đẹp không? Nhưng lúc đầu vẫn